Dạ vâng, cửa hàng nông ngư câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em mới về được một con máy cưa Sittin 023 các bác nhé. Đó, Made in Germany. Hàng này cũng khá là lâu rồi, cửa hàng không chúng em đang cháy hàng. Hôm nay thì về được một con duy nhất luôn các bác nhé. Máy móc cực kỳ đẹp, chất lượng, có núm mâm xăng phụ này, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, mắt xích khá là to bản, nguyên zin của nó nhá, làm xích nguyên zin đấy ạ. Làm thì chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Làm con này mặt cắt của nó được 40 các bác nhá. Đó, Sittin 023 công suất của con này đây. 40,2 cc, con này sản xuất năm 1994 các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,6 kg. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản theo quả hàng bãi Đức. Tay nắm giật to bản này, cực kỳ vip, chất lượng luôn các bác nhá. Máy móc quá đẹp. Con này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong nên là máy nó còn hơi ướt một tí xíu, thì các bác thông cảm cho cửa hàng giúp chúng em nhé các bác nhá. Hai ốc là bô của nó này cực kỳ vip, chất lượng đúng không ạ? Nguyên zin nguyên bản, bô thì còn sáng nguyên các bác nhá. Tem mác chuẩn chỉ, máy móc ngon lành, tăng xích sử dụng đầy đủ nguyên, một máy cưa siêu vip, chất lượng các bác nhá. Khá là lâu rồi các bác vừa hỏi cửa hàng chúng em rất là nhiều về hệ như thế này, thì thật sự là thời gian vừa rồi thì không còn một cây nào để quay giới thiệu cho các bác. Này thì cửa hàng chúng em săn mãi mới được một con các bác nhá. Đấy, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, bình xăng nguyên zin hết các bác nha. Cực kỳ vip, cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Bình xăng con nguyên zin, máy móc tình trạng nguyên zin, chưa bung chạm máy móc. Từ A tới Z cho các bác xem qua. Có cái phần lọc gió này thì nó bị rách rồi nên là cửa hàng chúng em thay cái lọc gió mới vào để cho nó sử dụng có thể đảm bảo nhất về cho các bác nhá. Đó, mỗi cái phần lọc gió này là lọc gió là em cửa hàng chúng em thay mới thôi. Còn tất cả mọi máy nguyên zin nguyên bản từ A tới Z 100%. Hàng chưa bung chạm, nòng hơi bao zin, máy móc bao khỏe. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nha. Cả chúng em thì cam kết cho các bác là máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản hết. Từ cục điện, bình xăng con, nòng, zin, bít tông, đồ linh tinh, tất cả nguyên zin nguyên bản. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nha. Máy móc thì siêu sáng, siêu đẹp rồi. Con này cửa hàng chúng em xin phép là trong video ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em không có test nổ các bác nhá. Tại vì vừa mới dọn rửa xong nên chưa kịp dọn test nổ lại. Đó, còn các bác nào mà muốn nghe máy test nổ thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Và chúng em sẽ test nổ cũng như là gửi video riêng cho các bác xem qua trên Zalo các bác nhá. Còn các bác hãy tin tưởng và yên tâm cửa hàng chúng em, máy móc thì cửa hàng chúng em căn chỉnh dọn rửa tới tay các bác sử dụng là ngon lành từ A tới Z các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Chỉ việc đặt hàng thôi, cửa hàng chúng em thì có trách nhiệm ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, uy tín quý hơn vàng đúng không các bác? Và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 4.200.000. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em là số điện thoại 0354392929. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo ấy thì hãy kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Các bác muốn xem trực tiếp cây máy mà muốn gọi điện video, muốn xem trực tiếp cây máy thì cửa hàng chúng em vẫn gửi video test nổ và quay trực tiếp cho các bác xem qua để cho các bác có thể tin tưởng nhất các bác nhé. Đó, giá 4.200.000 miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Còn máy móc tình trạng là quá vip, con này ngon lành các bác nhé. Rồi, các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.